Trong chương trình ngày hôm nay, mời quý vị đến với những nội dung chính sau đây. Kế hoạch hai mũi nhọn của ông Biden bảo vệ Ukraine đến hết thời kỳ Tổng thống. Mỹ đang tiến hành các vụ thử hạt nhân, Moscow tuyên bố đáp trả khẩn cấp. Ukraine có át chủ bài, tuyên bố xóa mờ lợi thế hòa lực của Nga. Ngay bây giờ là nội dung chi tiết, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Theo tờ Asia Times, Tổng thống Mỹ Joe Biden đang theo đuổi nỗ lực phút chót để củng cố sự ủng hộ của Washington đối với Ukraine trước khi cuộc bầu cử ngày 5 tháng 11 có thể tạo ra những thay đổi. Ông Biden cảm thấy chính sách đối ngoại của Mỹ đối với Ukraine đang bị đe dọa nếu ông Trump thắng cử. Tổng thống Mỹ từ lâu đã là người ủng hộ Ukraine, đã ký cam kết an ninh kéo dài 10 năm để cung cấp hỗ trợ quân sự cho Kiev vào tháng 6. Nhưng chỉ còn vài tuần nữa là ông hết nhiệm kỳ và đối mặt với khả năng ứng cử viên đảng Cộng Hòa giành chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 2024. Điều này đặt ra một câu hỏi lớn về việc ai sẽ hoặc sẽ không đứng về phía Ukraine kể từ ngày 20 tháng 1 năm 2025. Trong bối cảnh đó, ông Biden hiện đang cố gắng sắp xếp bộ bài chính trị có lợi cho Ukraine trước khi rời nhà trắng. Cựu tổng thống Donald Trump là một nhà lãnh đạo có chính sách đối ngoại khó đoán và rất khó để nói chính xác ông sẽ làm gì với Ukraine nếu được bầu vào tháng tới. Nhưng đã có những dấu hiệu không tốt cho Ukraine. Ông Trump được cho là muốn xoa dịu tổng thống Nga Putin và đã công khai chỉ trích tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky các quan chức Mỹ và EU đã bày tỏ lo ngại rằng ông sẽ ngừng tài trợ cho Ukraine và thậm chí buộc Tổng thống Zelensky phải chấp nhận lệnh ngừng bắn và có thể từ bỏ lãnh thổ. Do đó, ông Biden thấy cần phải có chính sách ngăn ngừa điều đó. Ngoài ra, việc duy trì sự ủng hộ của Mỹ đối với Ukraine cũng cần thiết ngay cả khi phó tổng thống của ông Kamala Harris giành chiến thắng trong cuộc bầu cử. Sau một chiến dịch tranh cử phân cực như vậy, bà Harris có thể sẽ là một nhân vật gây tranh cãi và là mục tiêu thu hút sự tức giận của Đảng Cộng Hòa nếu bà đắc cử ông Biden sẽ muốn bà ở vị trí tốt nhất có thể để chấm dứt xung đột. Vị Tổng thống cao tuổi đương nhiên muốn để lại di sản chính sách đối ngoại, nhưng tiến triển vào phút chót về Ukraine sẽ là một chiến thắng cuối cùng đáng nhớ của ông. Tổng thống Joe Biden hiện đã áp dụng cách tiếp cận hai hướng đối với Ukraine. Đầu tiên, ông muốn đưa ra tuyên bố mạnh mẽ và công khai rằng Mỹ sẽ sát cánh cùng Ukraine. Thứ hai, lập trường công khai của ông Biden về ủng hộ Ukraine là dựa trên viện trợ. Gần đây, ông đã công bố một đợt tăng viện trợ an ninh cho Ukraine dưới hình thức gói 8 tỷ đô la Mỹ. Khoản viện trợ này sẽ cung cấp vũ khí mới để tăng cường năng lực tấn công tầm xa của Ukraine, mặc dù hiện tại Washington không cho phép Ukraine bắn tên lửa tầm xa vào sâu lãnh thổ Nga. Tổng thống Biden đã yêu cầu Bộ Quốc phòng sử dụng hết toàn bộ tiền hỗ trợ an ninh đã phân bổ cho Ukraine vào cuối nhiệm kỳ tổng thống của mình. Ông đang cố gắng đảm bảo rằng số tiền này thực sự được chuyển đến Ukraine trong trường hợp bất kỳ người kế nhiệm nào cố gắng thay đổi khoản phân bổ hoặc chuyển hướng nguồn tài trợ. Sau khi cuộc bầu cử kết thúc, ông Biden vẫn sẽ có thời gian tại nhiệm trước khi Tổng thống mới nhậm chức vào tháng 1 năm 2025. Khoảng thời gian 2 tháng này được gọi là thời kỳ Tổng thống vịt què. Dù không tái đắc cử, đôi khi các Tổng thống mãn nhiệm vẫn có thể thúc đẩy các quyết định chính sách quan trọng trong vài tuần cuối cùng nắm quyền. Cuộc gặp biden harris Zelensky gần đây được cho là đã phát thảo một kế hoạch chiến thắng để đưa ra giải pháp ngoại giao cho cuộc chiến ông Biden có thể xây dựng dựa trên các chính sách đã có, chẳng hạn như cung cấp viện trợ, nhưng sẽ không đưa ra bất kỳ giải pháp triệt đề nào cho cuộc khủng hoảng. Trong khi đó, theo tờ Asia Times, một giải pháp triệt đề là điều cần thiết ở Ukraine. Phát biểu trên kênh truyền hình RT, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov mới đây tuyên bố nếu Mỹ bắt đầu thực hiện các biện pháp để tiếp tục thử hạt nhân, Nga sẽ ngay lập tức đáp trả bằng hành động tương tự. Ông Ryabkov nói, nếu các tiến trình bắt đầu, điều đó có nghĩa là Mỹ đang hướng tới việc tiếp tục các cuộc thử hạt nhân. Chúng tôi sẽ hành động, Nga sẽ ngay lập tức đáp trả bằng hành động tương tự. Ông nhắc lại rằng Nga đã rút lại việc phê chuẩn hiệp ước cấm thử hạt nhân toàn diện vào tháng 11 năm 2023 vì hết kiên nhẫn. Quan chức Nga lưu ý, chúng tôi đã chờ đợi 23 năm, đó là hồi kết của câu chuyện. Điều gì sẽ xảy ra tiếp theo là một câu hỏi chưa có câu trả lời. Câu trả lời hoàn toàn phụ thuộc vào chính sách mà Mỹ và các đồng minh sẽ theo đuổi. Vào tháng 5 năm nay, Cơ quan Quản lý An ninh Hạt nhân Mỹ NNSA cho biết nước này đã tiến hành một cuộc thử nghiệm hạt nhân cận tới giới hạn. Đây là vụ thử hạt nhân kiểu này đầu tiên của Mỹ kể từ tháng 9 năm 2021 và là thử hạt nhân thứ ba dưới chính quyền Tổng thống Joe Biden. Cuộc thử nghiệm được thực hiện ở phòng thí nghiệm ngầm chính dành cho thí nghiệm cận tới giới hạn thuộc khu vực an ninh quốc gia Nevada để thu thập dữ liệu cần thiết liên quan đến đầu đạn hạt nhân của Mỹ. NNSA, cơ quan thuộc Bộ Năng lượng Mỹ cho biết, Họ dựa vào các thí nghiệm cận tới giới hạn để thu thập thông tin giá trị nhằm hỗ trợ cho sự an toàn, an ninh, độ tin cậy và hiệu quả của đầu đạn hạt nhân Mỹ mà không cần tiến hành thử nghiệm nổ hạt nhân. Mỹ đã đình chỉ các cuộc thử nghiệm hạt nhân ngầm vào năm 1992 và bắt đầu các cuộc thử nghiệm hạt nhân cận tới giới hạn 5 năm sau đó. Năm 1996, 187 quốc gia đã ký hiệp ước cấm thử hạt nhân toàn diện CTBT. Tuy nhiên, hiệp ước này chưa bao giờ có hiệu lực vì chưa được 8 trong số 44 quốc gia có vũ khí hạt nhân hoặc phương tiện để tạo ra chúng phê chuẩn, bao gồm cả Mỹ. Vì các cuộc thử nghiệm hạt nhân cận tới giới hạn không dẫn đến một vụ nổ hạt nhân, nên Mỹ khẳng định vụ thử không bị cấm theo Hiệp ước Cấm Thử Hạt Nhân Toàn Diện CTBT mà Mỹ đã ký nhưng chưa phê chuẩn. NNSA cho biết, cùng với cuộc thử nghiệm mới này, tổng số các cuộc thử nghiệm hạt nhân cận tới giới hạn mà Mỹ đã tiến hành đến nay là 34 cuộc, không gây ra phản ứng dây chuyền tự duy trì. Tới hạn, và do đó phù hợp với lệnh hoãn thử nghiệm hạt nhân mà nước này tự áp đặt kể từ năm 1992. Hồi tháng 11 năm ngoái, tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký một đạo luật theo đó Moscow sẽ hủy bỏ việc phê chuẩn CTBT. Người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov khi đó nhấn mạnh, điều này không đồng nghĩa với việc Nga đang có kế hoạch tiến hành các cuộc thử nghiệm hạt nhân. Những cải tiến mới trên tên lửa Neptune thực sự rất có ý nghĩa, giúp vũ khí này trở thành quân át chủ bài tấn công tầm xa của Ukraine. Tên lửa Neptune đã được lực lượng vũ trang Ukraine hiện đại hóa sâu, biến nó trở thành một thứ vũ khí lợi hại hơn nhiều so với thời điểm chỉ một năm trước. Theo thông báo từ Kiev, tên lửa hành trình R-360 thuộc tổ hợp Neptune sẽ được lực lượng vũ trang Ukraine giao cho một nhiệm vụ đặc biệt, thay vì chức năng tấn công mục tiêu tàu mặt nước như thiết kế ban đầu. Cụ thể, quân đội Ukraine đã lên kế hoạch sử dụng tên lửa tầm xa để tấn công các mục tiêu nằm sâu trong lãnh thổ Nga. Trong khi các đồng minh NATO chưa cho phép dùng vũ khí viện trợ, thì Kiev đã quyết định đặt niềm tin vào sản phẩm nội địa. Bên cạnh tên lửa đạn đạo chiến thuật Grom-2, Sapsan, mối đe dọa lớn nhất đối với quân đội Nga trên các hướng tác chiến Kursk và Belgorod, theo nhận xét chính là tên lửa hành trình đa năng hiện đại hóa R-360 Neptune. Điều này có nghĩa là loại tên lửa hành trình này đủ sức đe dọa những đối tượng nằm rất sâu trong lãnh thổ Nga, giúp mở rộng đáng kể khả năng gian đe chiến lược của lực lượng vũ trang Ukraine. Mỹ đã trang bị cho Ukraine số lượng lớn tên lửa tầm xa, nhưng Washington đặt ra những hạn chế về cách Kiev có thể sử dụng khi ngăn Ukraine tấn công Nga. Để giải quyết tình thế tiến thoái lưỡng nan này, Ukraine đã quyết định cải tiến tên lửa chống hạm Neptune thành phiên bản tấn công mặt đất để họ có thêm phương án vũ khí tập kích Nga. Tên lửa Neptune đã được hoán cải là một trong số những cải tiến của Ukraine trong cuộc chiến mà họ bị Nga áp đảo về tiềm lực quân sự. Trong khi đó, đài Al Jazeera dẫn lời Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Ivan Havliuk tại một sự kiện gây quỹ từ thiện gần đây rằng tỷ lệ chênh lệch về sử dụng đạn pháo trên mặt trận Nga-Ukraine đã giảm so với mùa đông năm ngoái. Ông Havliuk cho biết, khi đó tỷ lệ là 1 trên 8, hiện nay tỷ lệ là 1 trên 3. Phía Ukraine cho rằng bằng cách xóa mờ lợi thế hỏa lực của Nga họ đang gây sức ép lên lực lượng dự bị của nước này. Tuyên bố mới này phù hợp với phát ngôn trước đó của Tổng tư lệnh Ukraine Oleksandr Shishky và Tổng thống Volodymyr Zelensky vào tháng trước cho rằng Ukraine đã đáp lại được 1 phần 2,5 quả đạn pháo mà Nga bắn ra. Không có lời giải thích đầy đủ cho sự thay đổi này, tuy nhiên ông Zelensky cho rằng nguyên nhân có thể đến từ cuộc tấn công của Ukraine vào vùng Kursk của Nga. gần 20 năm sau khi lần cuối cùng phục vụ trong quân đội Liên bang Nga, Mara đã trở lại trong bộ quân phục khi mà cuộc xung đột ở Ukraine vẫn tiếp tục. Mara là biệt danh của một cựu lái xe, phục vụ trong một đơn vị công binh thuộc quân đội Liên bang Nga từ năm 2003 đến năm 2005, không muốn tiết lộ danh tính thực. Mara đã đăng ký vào quân đội Liên bang Nga vào ngày 30 tháng 9 và hôm 4 tháng 10, ông đang trong giai đoạn huấn luyện bắn súng tự động và tham gia một cuộc tấn công mô phỏng vào một tòa nhà tại một thao trường ở vùng Rostov thuộc miền nam Liên bang Nga. Hai năm rưỡi đã trôi qua kể từ khi Liên bang Nga bắt đầu cuộc xung đột với Ukraine. Hiện nay, Moscow đang đưa ra các khoản tiền thưởng lên tới 1,9 triệu rúp, tương đương với 20.000 đô la Mỹ, gấp 22 lần mức lương trung bình hàng tháng ở nước này, để thu hút những người đàn ông đăng ký hợp đồng tình nguyện làm lính chuyên nghiệp. Theo hãng tin Reuters của Anh, việc thu hút những người như Mara là rất quan trọng để Moscow có thể bổ sung lực lượng và tránh phải tiến hành một đợt huy động bắt buộc khác. Thực tế của huy động 300.000 binh sĩ dự bị vào tháng 10 năm 2022 cho thấy đã có những phản ứng tiêu cực lớn xuất hiện với việc hàng trăm nghìn người chạy trốn khỏi Liên bang Nga. Trước đó, Tổng thống Liên bang Nga ông Vladimir Putin đã ra lệnh tăng quân số thường trực của quân đội nước này thêm 180.000 quân lên thành 1,5 triệu quân. Trong một sắc lệnh được công bố trên trang web của Điện Kremlin. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ra lệnh tăng tổng quân số của lực lượng vũ trang Liên bang Nga lên 2,38 triệu người. Trong đó ông cho biết 1,5 triệu người phải là quân nhân đang tại ngũ. Đây là lần thứ ba Tổng thống Liên bang Nga quyết định mở rộng quân số kể từ khi triển khai hoạt động quân sự ở Ukraine. Hai lần trước, số quân thường trực lần lượt tăng thêm 137.000 và 170.000 người, với việc tăng lực lượng thường trực thêm 180.000 quân lên 1,5 triệu quân. Liên bang Nga trở thành nước có quy mô quân đội lớn thứ hai trên thế giới sau Trung Quốc. Trong một bình luận về việc tăng quân thường trực, người phát ngôn điện Kremlin, ông Dmitry Peskov cho rằng điều này là do số lượng các mối đe dọa tồn tại dọc theo biên giới của Liên bang Nga. Bên cạnh đó là do môi trường cực kỳ thù địch ở biên giới phía Tây và tình trạng bất ổn ở biên giới phía Đông của Liên bang Nga. Đối với Mara, ông đã suy nghĩ trong 6 tháng, cuối cùng quyết định trở lại phục vụ quân đội của ông đã nhận được sự ủng hộ của gia đình vì kẻ thù của Liên bang Nga không còn ngủ yên và đang vượt qua biên giới. Mara nói, chúng ta có một thế hệ mới đang lớn lên, con trai tôi cũng đang lớn lên và nó cũng sẽ tham gia vào lực lượng vũ trang trong năm nay. Nhưng tốt hơn là cha của nó đi ra trận thay vì để con cái chúng ta phải ra chiến trường. Một tân binh khác, biệt danh Gold, cho biết tiền bạc không phải là động lực chính. Theo Gold, làm việc trong văn phòng, làm việc tại nhà máy cũng là công việc cao quý. Nhưng với tư cách là một người đàn ông, gồm nghĩ mình sẽ có ích hơn ở chiến trường. Giám đốc Cơ quan An ninh Liên bang Nga FSB Alexander Botnikov ngày vừa qua cho biết số các tay súng của Quân đoàn Bảo vệ lãnh thổ quốc tế Ukraine được thành lập ở phương Tây lên tới 18.000 người. Theo ông Botnikov, đội quân này gồm lính quân sự tư nhân đến từ hơn 85 quốc gia. Ông Botnikov nhấn mạnh, việc tuyển dụng chiến binh chủ yếu được thực hiện ở nước ngoài thông qua các cơ quan ngoại giao Ukraine. Theo FSB, các cơ quan nước ngoài của Ukraine đóng vai trò then chốt trong việc thu nạp người nước ngoài và hàng ngũ quân đoàn. Trong số lính quân sự tư nhân, có công dân các nước châu Âu, Bắc Mỹ cũng như các nước Trung Đông và châu Á. Điều này khẳng định thông tin không chỉ lực lượng Ukraine và Nga tham gia vào cuộc xung đột ở Ukraine mà còn có đại diện quân sự của các nước khác. Trong khi đó, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 4 tháng 10 nói rằng Ukraine cùng với Mỹ đang huấn luyện các nhóm khủng bố cho các hoạt động quân sự chống lại quân nhân Nga ở Syria. Theo ông Lavrov, việc huấn luyện khủng bố được thực hiện bằng cách sử dụng các công nghệ mới và hoạt động này được phối hợp ở cấp độ cơ quan tình báo Mỹ và quân đội Ukraine. Sự phối hợp này là nhằm gây tổn hại đến lợi ích của Nga và làm suy yếu vị thế của Moscow đối với Syria. Chiến thuật này của phương Tây và Ukraine nhằm gây bất ổn tình hình trong khu vực và chống lại nỗ lực của Nga nhằm giải quyết cuộc xung đột ở Syria. Trong khi đó, các binh sĩ của lữ đoàn tấn công đổ bộ đường không độc lập số 79 mang tên Taurian đã đẩy lùi một cuộc tấn công lớn của Nga vào khu vực Donetsk. Đoạn video về việc đẩy lùi cuộc tấn công của Nga đã được cơ quan báo chí của lữ đoàn 79 đăng tải trên kênh Telegram của họ. Sau nhiều lần bất thành, quân đội Nga đưa 10 đơn vị xe bọc thép tới nhằm chọc thủng hàng phòng ngự của Ukraine quân phòng thủ Ukraine đã sử dụng máy bay không người lái tấn công và trực thăng để phá hủy trang bị cũng như bộ binh của đối phương, khiến khu vực xung quanh Kurakhov gần đây thực sự trở thành nghĩa địa thiết giáp. Vừa mới đây, Bộ Quốc phòng Nga đã công bố một video cho thấy Moscow đã sử dụng tên lửa Iskander-M tấn công một đơn vị chiến đấu cấp đại đội của Ukraine nằm không xa biên giới hai nước. Cụ thể, cuộc tấn công nhắm vào một khu vực gần làng Frunzenka ở vùng Sumy, nằm ở phía đông bắc Ukraine. Frunzenka nằm cách biên giới Nga chưa đầy 10 dặm, khoảng 15 km. Đoạn video đen trắng dường như được quay lại bởi một máy bay không người lái UAV, ban đầu cho thấy một số phương tiện di chuyển dọc theo con đường hướng đến một khu rừng nhỏ nằm giữa các cánh đồng. Sau đó, địa điểm này bị tên lửa Iskander M của Nga tấn công. Trong đoạn video, có thể thấy khoảng một chục vật thể bốc cháy chỉ vài giây sau khi tên lửa chạm mục tiêu. Theo thống kê từ Bộ Quốc phòng, 12 xe bọc thép và 5 xe bán tải đã bị phá hủy. Đáng chú ý, động thái của Nga diễn ra gần như cùng với thời điểm Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky, có chuyến thăm tỉnh Sumy. Được hộ tống bởi Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine, ông Oleksandr Shishky, ông Zelensky đã đến thăm lữ đoàn không kích số 82. Ông cũng gửi lời cảm ơn lữ đoàn vì đã tham gia chiến đấu bảo vệ Ukraine, tổng thống Zelensky nói thêm rằng ông đã họp với bộ chỉ huy quân sự để thảo luận về tiền tuyến, phòng không và tình hình năng lượng ở Sumy. Trên Telegram, ông Zelensky viết: "Cần phải hiểu rằng chiến dịch ở Kursk là một hoạt động mang tính chiến lược, tạo thêm động lực cho các đối tác của chúng ta, động lực để sát cánh cùng Ukraine để họ quyết đoán hơn và gây áp lực lên Nga. Khu vực Sumy nằm giáp với tỉnh Kursk của Nga." là nơi quân đội Kiev phát động một cuộc tấn công bất ngờ vào đầu tháng 8. Theo Bộ Quốc phòng Nga, Ukraine đã đạt được một số thành tựu ban đầu, nhưng sau đó, Nga đã nhanh chóng phản công và ngăn chặn những bước tiến của Kiev. Các lực lượng Moscow cũng đã giành lại được một số vùng lãnh thổ, cùng với hàng chục khu định cư gần biên giới. Tuy nhiên, giao tranh trong khu vực vẫn tiếp diễn. Ngoài những phát biểu của ông Zelensky, giới chức Ukraine cũng cho biết mục tiêu chiến dịch tấn công vào Kursk là để có thể có vị thế mặc cả tốt hơn trước khi ngồi vào bàn đàm phán với Moscow. Ở phía ngược lại, Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng khẳng định Nga chưa từng từ chối một giải pháp ngoại giao nhằm chấm dứt xung đột. Nhưng viễn cảnh này chỉ có thể xảy ra khi tất cả các lực lượng Ukraine rời khỏi lãnh thổ Nga. Trước đó, người đứng đầu Cơ quan An ninh Liên bang Nga FSB, ông Alexander Bonnikov cho biết chiến dịch tại Kursk của Ukraine đã không thể chuyển hướng Nga khỏi mặt trận Donbass.